Rồi, hôm nay là cô Bắp sẽ thay cái thằng lằn chân tăng cam cho con tiêu chờ đèn led này của cái anh này bên quận 8 nha. Thì nãy giờ anh điện cho mình, giờ này là 4 giờ mấy anh mới tới. Thì đó máy là hơi kêu đó anh em ơi, là chạy 33.000 rồi. Rồi mình sẽ giờ mình làm chiếc này nha, cho anh em nghe tiếng máy cái. Rồi chạy 33.000 rồi nè. Thì theo kinh nghiệm của mình là nó mới bị chốc cái cao su của cái bánh tăng sinh cam thôi. Thì xe cũng chạy cũng nhiều, cũng hơi yếu ha. Thì người ta yêu cầu mình là thay cái thằng lằn tăng cam thì mình thay thôi. Rồi, vậy đi ha. Xe thì không được mạnh lắm. Rồi mình có ship cái thằng lằn tăng cam luôn nha. Anh em nào mà muốn mua đó thì gửi địa chỉ cho mình qua Zalo, cái số hai số mà mình để trên cái màn hình điện thoại nha. Rồi thì trong khi là chờ đợi đồng đội của mình mở ra để coi cái cần tăng cam như thế nào thì mình sẽ thay cái cần này vô ha. Đây mình sẽ thay vô chiếc xe đó cái cần này. Cần này sinh bầu nè. Sinh bầu cái cần cái bánh su rồng nè. Thì cái bộ này á là gắn tại tiệm là 600.000. Còn ship về các tỉnh á thì 500.000 cộng với ship, cộng với tiền ship nha. 500.000 cộng với tiền ship. Ở đây thì làm thì chịu trách nhiệm thì có thể là rách ron gì rồi thay ron. Thứ nhất với lại là không có tính tiền công nữa. Là 600.000, còn anh em mua là 600.000 không chưa tính tiền ship nha. Anh em nhận hàng là mới đưa nhận hàng rồi thì mới đưa tiền cho cái người ship nha. Rồi vệ sinh lọc gió luôn. Rồi cần tăng cam ở đây là mình sẵn sàng để phục vụ cho anh em đừng lo nha. Đây. Anh em nào muốn mua thì cứ nhắn tin cho mình thôi, còn anh em muốn gắn thì xuống tiệm mình gắn cho nha. Rồi để đồng đội mình tháo ra cái xe này là 33.000 là máy móc gì chưa đụng gì hết nha. Ừ rồi nó có bể, nó bể là bể chứ xe này thì không có tới đâu, còn im á. Nhiều khi là nó bị mẻ răng thôi, xả vớt nó có thấy cái ba vớt đen đen không? Anh trai, không để ý đó. Không để ý thôi. Đỡ vậy thôi là được rồi, nó nhiễu ra là vừa rồi. Nó không nhiễu mấy. Rồi tới luôn rồi. Qua khe hở là mình thấy bị bể hết mấy cái bánh răng này nha. Bể mấy bánh răng của cái bánh tăng cam rồi đó. Okay. Đó, em thấy bị bể không nè ha. Rồi nha, rồi có gì là anh em ghé về bảy ở kế ngay chỗ cái bảng của mình nè để uống cà phê đâu nha, kêu nước đồ mà xuống chảy á có gió nó còn ngồi đâu uống cà phê bó bọc gió luôn rồi đó. Về bảy nè, về bảy xà lan nè.
Rồi ai mà uống nước dừa giải khát thì đối diện với tiệm luôn có luôn nè, ngay nha. Rau rác là dừa nước rồi nè. Quả biết rồi mày chứ cho hết chanh rồi tim nữa cắt thêm đi rồi ha. Thì vậy bây giờ là mình sẽ ráp lại rồi mình nổ máy cho anh em coi cái ha. Rồi. Rồi sau khi xong rồi là nổ máy rồi nè anh em ơi. Ha. Em ru gà rụ luôn. Rồi ha, kết thúc video đây nha.